Vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, hôm nay thì bên em có về được thêm 5 đôi, những đôi Bô SA5. Và em còn chưa kịp lau chùi lại đây các bác nhé. Đó. Và em vừa về tới cái thì em cho lên trên kênh cho quý vị và các bác cùng ngắm và cùng thưởng thức luôn cái chất âm của những cái em này. Vâng, hàng này là hàng bãi tuyển chọn các bác nhé. Đấy, hàng bãi tuyển chọn rất là kỹ càng và rất là khắt khe của bên Cốc Cốc Audio chúng em rồi. Vâng, còn rất là đẹp. Nếu mà những cái bẩn rồi là những cái bụi đó mà bên em lau chùi lại thì nó rất là mới. Đấy. Và dòng sản phẩm này thì đang được công ty em hỗ trợ giá các bác nhé. Đấy, đang được công ty em hỗ trợ giá và giá của nó là 2 triệu rưỡi. Đấy, 2 triệu rưỡi đã bao gồm phí vận chuyển. Và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về cái số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình của quý vị và các bác. Số đó thì cũng là số Zalo của em luôn. Với đôi loa siêu chất này thì nó có thể đánh cùng với lại những cái đôi loa mà bát 40, đấy, bát 40 trở xuống, bát 40, bát 30 và bát 25, nó đánh rất là hay. Nó hỗ trợ cho quý vị và các bác đánh cái giải từ 16K đến giải 30K, cái giải rất là rộng. Nó giúp cho dàn âm thanh của quý vị và các bác thêm giá trị của nó thêm tăng lên. Đấy, tức là tăng giá trị của dàn âm thanh các bác lên rất là nhiều. Không những thế, những cái đôi loa siêu chép này nó còn giúp cho những cái đôi loa chép ở trong thùng loa của chúng ta thêm tăng tuổi thọ lên. Tăng tuổi thọ lên thì dĩ nhiên là những đôi loa của chúng ta nó sẽ thêm nguyên zin lâu dài hơn rồi. Và bây giờ thì không cần không không cần em phải giới thiệu nhiều nữa. Xin kính mời các bác cùng thưởng thức và cùng thẩm âm cái chất âm cực kỳ là hay và cực kỳ là trong trẻo của cái đôi Bô SA5 này. Vâng, và khi các bác nghe nhỏ nhỏ thì nó sẽ như vậy, và bây giờ em mở lớn lên nhé. Đấy. Các bác nghe cái tiếng của nó rất là hay, rất là tí tách, mình kèng lấy cách những cái tiếng của kim loại. We'll
Dạ vâng, và các bác đã nghe được cái sự khác biệt khá là lớn của những cái đô la siêu chép này mà em đã tháo ra. Và mọi chi tiết thì các bác đừng quên comment bên dưới, hoặc các bác có thể liên hệ ngay với số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình của quý vị và các bác. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh và chuông để nhận những cái video và những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Những lời chào dài đằng đẵng, video nào em cũng chào. Vâng, xin mến chào các bác ạ.